Máy móc tiến hóa chương 56, tức nước vỡ bờ. Đùng. Hiệu lệnh bắt đầu chiến đấu vừa vang lên, hỏa thần của Chu Tề đã tiến lên trước, tên lửa trên hai cánh tay người máy đột nhiên phóng ra, một trái một phải tập trung vào lâm dạ. Nhưng mà lâm dạ không chút hoảng hốt. Hắn tung ra một cước, trực tiếp khởi động hiệu quả của lôi đình phong bạo thuẫn, hình thành một tấm lá trắng điện năng chặn trước cơ thể. Chỉ nghe hai tiếng nổ lớn, tên lửa nổ tung trên lá trắng, Lá trắng điện phát ra tiếng nứt. Trừ hai. Trừ bốn. Hai lần sát thương liên tiếp xuất hiện, vẻ mặt kiêu ngạo của chu tề thoáng cái đã trở nên ngưng động. Các phi công ngồi trên khán đài lại càng kinh ngạc hơn. Thế mà chỉ tạo thành sáu điểm sát thương thôi à. Lực phá hoại của hỏa thần đạt tới mười điểm, nhưng hai sát thương là hai mươi điểm, sao hắn có thể làm được như vậy? Hẳn là lá trắng điện năng kia đã ngăn cản phần lớn sát thương. Lá trắng của hắn chắc chắn đã được thăng cấp. Thì ra là như thế, ta đã nói sao kỵ sĩ Hắc Phong có thể cứng rắn như vậy. Nghe được người bên cạnh giải thích, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thật vậy. Nếu như nói loại người máy kỵ sĩ Hắc Phong này có ưu điểm gì thì đó chính là lúc bắt đầu sẽ lệ thuộc vào Lôi Đình Phong Bạo Thuẫn, có thể tiêu hao năng lượng để hình thành lá trắng ngăn cản sát thương. Mà Lôi Đình Phong Bạo Thuẫn ban đầu chỉ có thể ngăn cản 6 điểm sát thương trừ phi lâm dạ có thể ngăn cản hoàng mỹ hai lần công kích thì mới có thể giảm được nhiều sát thương và chấn động như vậy nhưng điều đó có khả năng không cho dù là những phi công phòng ngự ưu tú kia khi đối mặt với công kích tên lửa cũng chưa chắc có thể ngăn cản hoàng mỹ được một lần hai lần ngăn cản thành công liên tiếp hơn nữa tên lửa còn đồng thời phóng ra từ hai bên điều này cũng quá khó rồi họ thà tin rằng lá chắn của lâm dạ đã được nâng cấp tính năng thì ra là dựa vào lá trắng điện à. Ta ngược lại muốn xem thử ngươi còn có bao nhiêu năng lượng để dùng lá trắng. Lúc này, Chu Tề rốt cục cũng từ trong ngạc nhiên bừng tỉnh lại, hét lớn một tiếng, lại lần nữa phát động tấn công lâm dạ. Từng quả tên lửa loại nhỏ giống như không cần tiền bị bắn ra, hóa thành lưu quang màu đỏ chi chít về hướng lâm dạ. Đùng! 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 Đùng. Tên lửa nổ tung, ngọn lửa mãnh liệt thoáng cái đã nuốt trọn kỵ sĩ hắc phong của lâm dạ tuy nhiên ngay sau đó ngọn lửa tan ra kỵ sĩ hắc phong lại khởi động lá chắn điện chạy ra khỏi khu vực vụ nổ bước chân nặng nề nhanh chóng tiến gần hắn ta lưu lại một hàng dấu chân cực lớn trên đỉnh đoàn tàu vô dụng công kích của ngươi không chạm được tới ta chu tề cười to một tiếng động cơ đẩy tu bô phía sau khởi động mang theo người máy hỏa thần của hắn xông lên trời cao trong một trận chuyển động máy móc hai pháo đài tổ ông phía sau xuất hiện trên vai hắn lần thứ hai bắn phá bừa bãi về phía lâm dạ ân trong lúc nhất thời hỏa quan ngút trời không khí chấn động kịch liệt xong rồi thế cục đã bị chu tề khống chế hoàn toàn kỵ sĩ hắc phong đánh hỏa thần quả nhiên vẫn là quá cố sức ngay cả chạm cũng không chạm được thì còn đánh như thế nào Khán giả trong buổi livestream tiếc nuối không thôi Không ngờ cao thủ như Lâm Dạ cũng sẽ có lúc ăn hành hơn nữa còn là tình huống bị đè lên đánh vốn bọn họ còn định nhìn thủ đoạn phòng ngự cường hãn của lâm dạ học tập chút kỹ xảo hiện tại xem ra là không trông cậy vào được nữa không đúng các người mau nhìn trung tâm nổ tung đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong đám đông mọi người đang ngẩng đầu lên lao nhau bàn luận nhìn về phía khu vực vừa bị nổ tung trên đỉnh đoàn tàu ngay sau đó ánh mắt một đám đột nhiên mở to mẹ nó làm thế nào điều này có thể được? Những âm thanh kinh ngạc phát ra từ miệng của họ. Chỉ thấy ở trung vụ nổ lóe lên ánh lửa ngút trời, lâm dạ điều khiển kỵ sĩ hắc phong đứng tại chỗ, lá chắn trong tay dịch chuyển với tốc độ cao. Ngăn cản chi chiếc tên lửa nhỏ bắn tới, không ngừng kích nổ chúng ở trước người hắn. Trừ một. Trừ hai. Trừ một. Trừ một. Sát thương hoa cả mắt bay lên, thậm chí ngay cả một cái hơn hai điểm cũng không có. Cho dù lực phá hoại của tên lửa loại nhỏ không cao, nhưng cũng thật sự có chút quá khủng bố rồi. Đây thật sự là một chuyện mà nhân loại có thể làm à? Đừng nói bọn họ, cho dù là chu tề ở trên bầu trời cũng đều là vẻ mặt chấn động. Phải biết rằng, hỏa thần của hắn chính là mỗi giây bắn ra năm phát tên lửa, chỉ dựa vào một lá chắn thì sao có thể ngăn cản toàn bộ được. Hắn cảm thấy không phải là mình đang nằm mơ chứ. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi xem cho rõ chiêu này đi trong tiếng trống giận chu tề rốt cục không giữ lại nữa mở ra toàn bộ mã lực tất cả họng pháo toàn thân trên dưới đều nhắm vào lâm dạ lần thứ hai tiến hành oanh tạc bừa bãi về phía hắn vô số tên lửa nổ tung trên người kỵ sĩ hắc phong ngay cả khoang xe phía dưới cũng bị nổ đến vặn vẹo biến dạng bắt đầu run rẩy kịch liệt cảnh tượng hoành tráng kia càng khiến khán giả kinh hô liên tục ha ha thế nào ngươi lần này còn đỡ được không chu tề cười điên cuồng trên mặt tràn đầy đắc ý nhưng đáp lại hắn lại là âm thanh vô cùng bình tĩnh của lâm dạ ta nghĩ có lẽ ngươi sắp xuống rồi đúng chứ cái gì vẻ mặt chu tề biến đổi hắn không ngờ lâm dạ lại còn sống đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục công kích thì trong buồng lái đột nhiên vang lên một tiếng báo động cảnh báo không đủ năng lượng động cơ đẩy turbo sắp tắt thậm chí chu tề còn chưa kịp phản ứng Vốn dĩ động cơ đẩy turbo tràn đầy động lực đã chợt tắt lửa, tiếng kêu thảm thiết từ trên không trung rơi xuống. Ầm một tiếng, ở trên đỉnh đoàn tàu hiện ra một cái hố sâu thật lớn. Đúng vậy, Lâm Dạ chờ chính là giờ khắc này. Hỏa thần là người máy hỏa lực tầm xa nên đương nhiên có ưu thế vô cùng cường đại. Nhưng đồng thời, nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Đó chính là trên người chứa quá nhiều bộ phận, tiêu hao năng lượng cực kỳ to lớn gần như là gấp mấy lần các người máy khác chỉ cần làm cho đối phương hao tổn hết năng lượng thì sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào đáng nói hơn nữa trong không gian mô phỏng không có biện pháp sử dụng đạo cụ bổ sung năng lượng lại càng trở thành điểm chí mạng nhất ta ta nhận thua chu tề hiển nhiên cũng không ngờ năng lượng của mình sẽ tiêu hao nhanh như vậy thấy lâm dạ tới gần vội vàng hô to ra tiếng thế mà trực tiếp lựa chọn nhận thua đám người xem cuộc chiến trước tiên là yên tĩnh một khắc tiếp theo lập tức bột phát ra một mảng lớn kinh hô tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn vào kết quả bất ngờ này thua chu tề mà lại thua hơn nữa còn thua một người máy kỵ sĩ hắc phong ta không nhìn lầm chứ trong lúc phát sóng trực tiếp tiếng kinh hô của khán giả liên tiếp vang lên hỏa thần vốn tưởng rằng hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối trận này tất thắng nhưng hắn không ngờ mình lại bại dưới tay một người máy phòng ngự mà hắn nghĩ rằng mình sẽ không thể nào thua được còn về khán giả nếu bọn họ không chính mắt nhìn thấy thì thậm chí bọn họ cũng không dám tin rằng đó là sự thật đừng nhìn lâm dạ chỉ thông qua tiêu hao hết năng lượng của hỏa thần để giành chiến thắng trận đấu này nhưng thực tế thao tác lại không dễ dàng như vậy bởi vì lấy trình độ lực phòng ngự của người máy phòng ngự bình thường căn bản sẽ không thể nào có thể ngạnh kháng áp chế hỏa lực hỏa thần chứ đừng nói là kiên trì đến khi năng lượng của hắn hao tổn hết. Nhưng Lâm Dạ lại làm được, hơn nữa lại chỉ dùng một kỵ sĩ Hắc Phong bản cải tiến. Năng lực phòng ngự yêu nghiệt như thế, rốt cục làm cho tất cả mọi người lộ vẻ xúc động, nhất là những khán giả mới tới, trong mắt thiếu chút nữa bị bọn họ trừng văn ra ngoài. Đây. Đây. Đây thật sự là kỵ sĩ Hắc Phong. Thủ đoạn phòng ngự thật lợi hại. Tốc độ phản ứng này tuyệt đối đã đạt tới trình độ phi công chuyên nghiệp. Nhìn nhầm rồi, thì ra người máy phòng ngự này mới là đại lão chân chính. Cho nên nhiều người tới đây như vậy thực ra là đang nhìn vị đại lão này, mà không phải chu tề à. Trong cuộc thảo luận, khán giả mới cuối cùng đã phát hiện ra chuyện gì đó không đúng, nghi ngờ nổi lên. Mà số lượng người xem livestream của Khương Thiên Vĩ cũng bởi vì chuyện này không ngừng tăng vọt, đảo mắt đã đột phá 2.000. Làm cho hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là mừng rỡ như điên chỉ thoáng cái đã tăng lên nhiều người xem như vậy quyết định phát sóng của mình quả nhiên không sai nếu có thể nhiều hơn vài lần thì tốt rồi chỉ tiếc chuyện không như mong muốn ngay khi khán giả vẫn chưa thỏa mãn muốn tiếp tục theo dõi trận chiến tiếp theo của lâm dạ thì lâm dạ trong sân lại không tiếp tục ghép đội nữa nhìn thoáng qua độ bình và năng lượng chỉ còn lại mười mấy điểm của kỵ sĩ hắc phong hắn mở ra giao diện ra trực tiếp đăng xuất khỏi không gian mô phỏng biến mất trước mặt mọi người cũng không tệ lắm hiệu suất mạnh hơn trước đó rất nhiều trong buồng lái lâm dạ nhìn các thông số trên màn hình xung quanh vô cùng hài lòng trận chiến vừa rồi với hỏa thần nếu như là trước khi kỵ sĩ hắc phong thăng cấp thì chỉ sợ hắn đã sớm thua căn bản không thể nào đợi đến năng lượng của đối phương hao tổn hết nhưng bây giờ thì khác sau khi kỵ sĩ hắc phong thăng cấp cải tiến không chỉ lực phá hoại được tăng cường mà ngay cả phòng ngự cũng tăng cường không ít. Tuy rằng so sánh với những mẫu chiến hạm ưu tú kia còn có chút chênh lệch, nhưng đã không phải là khoảng cách không thể vượt qua, hoàn toàn có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu bù đắp. Mà trận chiến này cũng làm cho hắn hiểu được một điểm, đó chính là cân bằng hiệu suất cải tạo thân máy. Khi ngươi cường hóa một hạng tính năng nào đó của người máy sinh vật đến cực hạn thì thường đại biểu cho việc phải buông bỏ một số tính năng khác ví dụ như loại người máy phòng ngự theo đuổi cực hạn sẽ tải rất nhiều bộ phận phòng ngự tính cơ động nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn ngược lại đầy đủ tính cơ động thì có nghĩa là không thể tải quá nhiều thứ phòng thủ và sức phá hoại đương nhiên sẽ giảm đáng kể cải tiến người máy này thật đúng là một môn học vấn lâm dạ cảm khái không thôi sau đó hắn mở giao diện cải tiến người máy ra xem một chút trên màn hình tinh thể màu xanh hiển thị tất cả các loại thông tin của các bộ phận rất chi tiết hạch tâm năng lượng nguồn động lực chính của người máy sinh học hạch tâm ưu tú sẽ có thêm hiệu quả chuyển hóa năng lượng được gọi là kỹ năng chiến đấu tính năng cơ bản giá trị năng lượng tính cơ động vũ khí các bộ phận tấn công chính dựa trên vật liệu được xây dựng để tạo ra hiệu ứng bổ sung hiệu suất cơ bản sức mạnh hủy diệt đặc điểm tấn công cơ thể vị trí cán bộ thân thể quan trọng nhất của người máy được sử dụng để mang lõi năng lượng và các loại hệ thống điều khiển Nguồn chính của phòng thủ độ bền, tính chất cơ bản, độ bền, khả năng phòng thủ. Đầu, đầu người máy, năm giác quan vào bộ phận chính, tính chất cơ bản, độ bền, lực phòng ngự. Cánh tay trên, cánh tay cơ khí, có thể tải các bộ phận bổ sung nhưng sẽ ảnh hưởng đến tính di động, hiệu suất cơ bản, độ bền, khả năng phòng thủ, một lượng nhỏ lực phá hoại. Chân, chân cơ khí, có thể tải các bộ phận bổ sung nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cơ động hiệu suất cơ bản, độ bền, khả năng phòng thủ, một lượng nhỏ tính cơ động. Tải ngoại vi, tải bổ sung bên ngoài các bộ phận cần thiết của người máy, có thể nâng cao tính năng của người máy, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến các tính năng khác. Một người máy sinh vật hoàn chỉnh đại khái sẽ do 7 bộ phận này tạo thành. Mỗi thành phần có đặc điểm hiệu suất tương ứng và tạo ra các hiệu ứng khác nhau dựa trên vật liệu sinh học được sử dụng để tạo ra các thành phần đó muốn có được người máy hiệu suất cao hơn thì không chỉ có tiền là được mà còn phải đánh chết sinh vật biến dị thu được bộ phận trên người chúng cho nên những linh kiện sinh vật ưu tú này thường cũng có thể bán được giá trên trời bị các phi công lão làng cướp trước đây cũng là nguyên nhân vì sao những phi công kia biết rõ mặt đất rất nguy hiểm nhưng vẫn không mệt mỏi đối phó với sinh vật biến dị bởi vì trong thế giới tràn đầy nguy cơ này chỉ có thực lực mới có thể quyết định tất cả tất nhiên đối với lâm dạ thì mục tiêu chính của hắn bây giờ là phải kiếm được nhiều tiền hơn và sống một cuộc sống tốt hơn về phần tranh quyền đoạt thế làm người ta nhức đầu kia còn không phải chuyện hắn đang cần phải suy nghĩ bây giờ mau 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 nghe nói nội thành có đại nhân vật tới tuần tra mau đi qua xem một chút ngay khi lâm dạ đang cẩn thận tra xét các thông tin của người máy thì một trận tiếng hô to dồn dập đột nhiên từ xa truyền đến có đại nhân vật trong nội thành đến đây lâm dạ nghi hoặc ngẩng đầu lập tức khởi động hệ thống điều tra của kỵ sĩ hắc phong quét xung quanh quả nhiên nhìn thấy từng bóng người đang hội tụ về phía đầu kia bãi rác khiến hắn không khỏi rùng mình chẳng lẽ là tới đây vì chuyện của vương báo tử tuy hắn không cho rằng vương báo tử là loài rắn sống ở khu vực bãi rác có thể ở có liên quan gì với nội thành, nhưng không chừng là bạn bè quen biết gì đó. Nếu chuyện này đúng như vậy thì hắn phải cẩn thận mới được. Dù sao thì có thể ở trong nội thành, còn được gọi là đại nhân vật thì thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn là một cư dân tầng thấp sống trong khu bãi rác, không nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh trực tiếp với những người trong khu nội thành. Đi qua đó xem một chút rồi nói sau. Không chút chần chờ, hắn lập tức thoát khỏi buồn lái đi ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo bước chân của những người đó. Mà lúc hắn không ngừng đi về phía trước, kinh ngạc trong lòng cũng nồng đậm hơn. Bởi vì hắn phát hiện, Lúc này các đội ngũ thế lực lớn vốn nên tranh đoạt địa bàn thì tất cả đều biến mất, tạm dừng liều mạng đánh nhau. Rõ ràng chính là bởi vì đại nhân vật kia xuất hiện, làm cho bọn họ không dám tiếp tục gây sự. Rốt cuộc là loại người gì, ngay cả những địa đầu xà ngày thường vô cùng kiêu ngạo này cũng e ngại như thế. Hắn ôm nghi hoặc, tốc độ di chuyển đột nhiên tăng nhanh, xuyên qua từng ngọn núi rác. Rốt cuộc hơn 10 phút sau, hắn đi tới ở đầu kia bãi rác nơi đám người tụ tập, cũng thấy rõ khuôn mặt của người được gọi là đại nhân vật kia đó chính là một số thanh niên và thiếu nữ được bảo vệ bởi các lực lượng vũ trang trẻ như vậy à lâm dạ hơi kinh ngạc tò mò đánh giá người đến này tuy rằng cách quá xa làm cho hắn không thấy rõ hình dáng cụ thể nhưng có thể suy đoán được tuổi của những người này cũng tương đương với hắn mà thôi nhưng lại có thể xuất động một đội lực lượng vũ trang để mở đường trận thế này cũng không khỏi quá khoa trương đi chẳng lẽ là con cái của một số lãnh đạo cao tầng trong nội thành à nhưng những đứa con cao tầng đã quen với cuộc sống thượng lưu thì sao có thể đột nhiên chạy đến khu vực tầng thấp bẩn thỉu như bãi rác này chứ đây không phải là tự tìm đau khổ à hoặc là bọn hắn muốn trải nghiệm cuộc sống để tìm kiếm sự kích thích lúc này lâm dạ đã cơ bản đã phủ định phỏng đoán đối phương đến đây vì chuyện vương báo tử trong lòng cũng thả lỏng hơn không ít nhưng mà trước khi biết được mục đích của đối phương hắn vẫn không thể xem nhẹ cho nên hắn vẫn tiếp tục ẩn nấp trong đám người âm thầm quan sát hướng đi của đối phương mà lúc này trong vòng bảo vệ của lực lượng vũ trang mấy thiếu niên thiếu nữ nhìn hoàn cảnh ác liệt xung quanh lông mày nhíu chặt ngưng ngọc hoàn cảnh nơi này rất kém người ngươi muốn tìm chắc là không thể nào ở đây chứ một thiếu nữ không nhịn được nói dù sao thì cũng đã tới rồi vẫn nên đi vào xem một chút đi vẻ mặt thẩm ngưng ngọc không thay đổi trực tiếp đi về phía bãi rác thẩm ngưng ngọc và mấy đồng bạn bên cạnh đều là tân sinh của học viện người máy bọn họ vừa mới kết thúc sát hạch nhập học ở khu vực d 77 sở dĩ bọn họ xuất hiện ở đây là bởi vì cách khu vực d 78 tương đối gần vừa lúc thẩm ngưng ngọc lại tính toán thuận đường tới xem một chút cho nên mới đi cùng nhau có mấy người thì nhận được lệnh của gia đình nhất định phải tạo mối quan hệ bạn bè với cô cho tốt nên mới mặc dày đuổi theo tính toán làm quen trước rồi tính tiếp. Dù sao thì cha của đối phương làm cho ngay cả cha của bọn họ gặp cũng phải tất cung tất kính, bao nhiêu người muốn leo lên tạo mối quan hệ cũng không có cơ hội. Thấy thẩm ngưng ngọc trực tiếp đi vào trong bãi rác, mấy người chần chờ một chút, rồi cũng nhao nhao đi theo. Ngưng ngọc, rốt cuộc cô muốn tìm loại người gì? Một thiếu nữ bên cạnh có quan hệ tốt với cô đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, những người khác nhau nhau dựng thẳng lỗ tai, trong lòng tràn đầy tò mò một đường đi tới bọn họ chỉ biết là đang tìm một người nhưng lại không biết muốn tìm người nào thậm chí ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết đi dạo một vòng trong khu nội thành giống như một con ruồi không đầu không tìm được lại vừa vặn đi gần đó mới thuận tiện đến khu ngoại thành này xem một chút người có thể làm cho thẩm ngưng ngọc coi trọng như vậy nói thật bọn họ vẫn cực kỳ tò mò thật ra các người cũng từng gặp người đó Âm thanh trong sáng lạnh lùng từ trong miệng thẩm ngưng ngọc truyền ra. Chúng ta cũng đã từng gặp. Từng, kỵ sĩ Hắc Phong gặp phải lúc sát hạch trước đó, ta đang đi tìm hắn. Thì ra là người đó. Mấy người nghe vậy thì ánh mắt sáng ngời, lập tức hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra lúc trước. Kỵ sĩ Hắc Phong chỉ dựa vào sức mình đã ngăn cản dung nham thú kia, cho dù đến bây giờ thì bọn họ vẫn nhớ rất rõ ràng, cũng làm cho bọn họ bừng tỉnh đại ngộ nếu đó là loại nhân vật đó thì thật sự đáng để tìm kiếm nhưng mà lập tức lại có người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc không đúng lấy thực lực của người kia thì chắc là không thể nào ở loại nơi này chứ phải biết rằng nơi này chính là bãi rác tầng dưới cùng bình thường chỉ có những người không thể thức tỉnh ghen hoặc ghen quá kém bị đào thải sinh sống người có năng lực ai sẽ nguyện ý ở đây ta biết chỉ là vừa vặn đi qua nơi này thuận tiện tới đây xem một chút mà thôi thẩm ngưng ngọc thở dài một tiếng vẻ mặt có chút hụt hẫng trong phạm vi nội thành cô đã nhờ mặt thúc hỗ trợ điều tra qua tất cả phi công điều khiển kỵ sĩ hắc phong đều không có ai đủ điều kiện cho nên cô mới thử đến ngoại thành xem một chút tuy cô biết rằng chuyện này không thể nào nhưng nếu đã tới thì cũng không kém chút thời gian này dù sao thì sát hạch tân sinh đã chấm dứt còn mấy ngày nữa mới chính thức nhập học cho dù đến mặt đất giải sầu cũng được rất nhanh Mấy người dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang một đường đi về phía trước, vừa tò mò vừa kinh ngạc đánh giá xung quanh. Đối với những người từ nhỏ sống trong căn cứ tinh vòng liên bang như bọn họ thì mặt đất tất cả đều rất mới mẻ, nhất là bọn họ còn lần đầu tiên đến nơi này. Đương nhiên cũng có mấy người không thích ứng được, toàn bộ hành trình đều là che miệng mũi, vẻ mặt ghét bỏ, sợ không cẩn thận hít vào không khí nơi này. Mau nhìn kìa, bên kia có một kỵ sĩ hắc phong. Đột nhiên trong đội vang lên một tiếng la hét kể cả thẩm ngưng ngọc tất cả mọi người nhao nhao nhìn về hướng đó quả nhiên ở phía sau mấy tòa núi rác rưởi ở phía sau mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một kỵ sĩ hắc phong lâm dạ vốn còn đang ẩn nấp trong đám người thì trong lòng cả kinh phương hướng đó không phải chính là vị trí chỗ ở của hắn à không chần chờ hắn lập tức rời khỏi đám người chạy về phía chỗ ở tuy nhiên hắn đã chậm hơn một bước khi hắn vừa trở lại bờ bãi rác thì lực lượng vũ trang kia cũng đã dẫn đầu tiến vào trong đó, vây quanh mảnh đất trống nơi hắn ở, bao vây lại. Mấy thiếu niên thiếu nữ thì chạy về phía kỵ sĩ Hắc Phong đang dừng ở đó, đánh giá từ trên xuống dưới. Không đúng, đây hình như không phải là kỵ sĩ Hắc Phong nhìn thấy lúc trước. Quả thật không giống nhau, cái kia là màu đen, cái này là màu đỏ sậm, hơn nữa vũ khí cũng đã thay đổi. Có phải là vừa mới cải tạo không? Hẳn là không phải, Người xem hạch tâm năng lượng cũng không phải là kiểu dáng ban đầu, người sao làm sao có thể tiến hành cải tiến phạm vi lớn như vậy. Một chiếc người máy tiến hành nâng cấp cải tiến, động đậy chính là mấy chục triệu đồng liên bang, đây vẫn là tình huống không bao gồm hạch tâm năng lượng. Bọn họ cũng không cho rằng loại nơi này có người có thể thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy, dù sao cách lần trước kỵ sĩ Hắc Phong nhìn thấy mới chỉ qua không đến hai ngày mà thôi. Không phải à. Thẩm Ngưng Ngọc nhìn kỵ sĩ Hắc Phong trước mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây đã là khu vực cuối cùng của khu D-78, nhưng cô vẫn không tìm được kỵ sĩ Hắc Phong kia. Chẳng lẽ người đó thật sự không có ở đây à? Hoặc là nói. Thật ra ngay từ đầu cô đã nhận nhầm người. Thất vọng, cô nhất thời thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xoay người rời khỏi. Nhưng chưa từng nghĩ tới, dư quan của cô lại đột nhiên thoáng nhìn thấy mấy mảnh vỏ giáp sắt đặt trong phòng làm việc bên cạnh, thoáng cái sửng sốt. Cô nhận ra, đó là giáp xác của dung nham thú. Các người tìm ta có chuyện gì à? Đúng lúc này, một âm thanh mang theo một chút địch ý từ xa truyền đến. Sau khi xác nhận đối phương không đến tìm mình gây phiền toái, lâm dạ rốt cục hiện thân, đi ra ngoài vòng vây. Mấy người vốn còn đang đánh giá xung quanh nhất thời quay đầu theo tiếng nhìn lại. Lực lượng vũ trang xung quanh nhau nhau dơ súng lên, chặn ở trước mặt lâm dạ, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chầm hắn. Đều bỏ súng xuống, đừng làm người khác sợ. Thẩm ngưng ngọc kịp phản ứng lại, vội vàng lên tiếng ngăn cản bọn họ, sau đó nhìn về phía lâm dạ. Sau khi nhìn thấy lâm dạ cùng tuổi với bọn họ, nhưng lại ăn mặc một mặt trách nát thì trong lòng hơi ngạc nhiên. Ngươi là chủ nhân của người máy này à? Cô chần chờ một lát rồi hỏi, đồng thời âm thầm đánh giá lâm dạ. Âm thanh vừa rồi, tuy rằng có hơi lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ giống với những gì cô nghe được trong không gian mô phỏng lúc trước làm cho cô càng xác nhận phỏng đoán trong lòng. Là ta, các người tìm ta có chuyện gì không? Lâm dạ lại hỏi, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn thẩm ngưng ngọc xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Chỉ thấy cô mặc một bộ váy dài vàng nhạt thanh nhã, tóc đen như thác, tự nhiên khoác lên vai, khuôn mặt trắng nõn trong trẻo phối hợp với đôi mắt trong suốt, rõ ràng sáng lạng như sao. Khí chất không giống người thường đó khiến Lâm dạ nhìn thấy cả người đều đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Cô cứ ăn mặc như thế này chạy vào bãi rác. Không sợ váy bị dính bẩn à? Cô có ngạc nhiên vì điều này không? Mấy binh sĩ vũ trang bên cạnh thiếu chút nữa ngã xuống đất, súng ống trong tay suýt nữa không thể cầm vững. Ngay cả Thẩm Ngưng Ngọc cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Lâm Dạ lại nói ra câu nói này đầu tiên. Mấy đồng bạn phía sau lại há to miệng, nhìn Lâm Dạ như nhìn quái vật. Phốc phốc. Nhưng bọn hắn lại không ngờ, lúc này thẩm ngưng ngọc đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ âm thanh truyền đến tai mấy người phía sau lại làm cho trong lòng bọn họ chấn động cười rồi thẩm ngưng ngọc ngày thường đối với ai cũng là khuôn mặt lạnh lùng lại có thể nở nụ cười với một nam nhân vừa mới gặp mặt lần đầu điều này làm sao có thể xảy ra được chỉ tiếc là không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều thẩm ngưng ngọc đã thu liễm ý cười lần nữa lên tiếng chỉ thấy cô không chớp mắt Chắc gao nhìn chằm chằm lâm dạ. Người máy mạnh nhất dưới bầu trời đầy sao, chính là ngươi đúng không? Người máy mạnh nhất dưới bầu trời đầy sao? Những vẻ mặt người khác đầy dấu chấm hỏi, không biết ý tứ lời này của thẩm ngưng ngọc. Nhưng lâm dạ đối diện nghe được, lại sửng sốt một chút, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm thẩm ngưng ngọc. Sau đó, hắn bình tĩnh lắc đầu. Không phải, cô nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một người nhặt rác trở thành phi công mạnh nhất dưới bầu trời đầy sao là tuyên ngôn chiến đấu của lâm dạ trong không gian mô phỏng hắn không rõ vì sao thẩm ngưng ngọc lại biết thân phận thật của mình nhưng có thể đoán được có lẽ đối phương là đối thủ mà hắn từng gặp qua chẳng lẽ là bởi vì mô hình người máy nên mới bại lộ hoặc họ có quyền lấy tên và id nói thật lâm dạ cũng không muốn có liên quan gì đến loại đệ tử ở thượng tầng này một là phiền toái hai là trên người hắn cất giấu không ít bí mật một khi tiến vào tầm mắt của những đại nhân vật kia không biết là tốt hay xấu hơn nữa hắn là một bình dân sinh sống ở bãi rác hạ tầng hắn vốn không thuộc về một thế giới với những công tử tiểu thư này tốt nhất không nên có liên lụy gì tuy rằng đối phương mặc kệ dung mạo hay là dáng người đều hoàn mỹ đến mức làm cho hắn rung động nhưng điều này còn không đủ để ảnh hưởng đến phán đoán của hắn cho nên dứt khoát giả ngu đừng lừa ta chính là ngươi đúng không Thẩm ngưng ngọc gắt cao nhìn chầm chầm lâm dạ, giống như muốn nhìn ra cái gì đó trên mặt hắn. Nhưng cô đã thất bại. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của lâm dạ cũng không có chút thay đổi nào, thậm chí chưa từng xuất hiện bất kỳ dao động nào. Chẳng lẽ thật sự là cô đoán sai? Thẩm ngưng ngọc có chút dao động, dựa theo các phương diện tin tức thì lâm dạ không thể nghi ngờ là người phù hợp nhất, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở loại nơi này cũng không phải cô kinh thường người và hoàn cảnh nơi này, mà là bởi vì tài nguyên bên ngoài thành cực kỳ thiếu thốn, rất khó xuất hiện phi công đàng hoàng. Cho dù xuất hiện cũng sẽ không chịu ở đây, có lẽ đã sớm chuyển đến nội thành ở. Ngưng Ngọc, chẳng lẽ người này chính là người chúng ta gặp phải lúc trước à? Lúc này, mấy đồng bạn phía sau rốt cục cũng phản ứng lại, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá lâm dạ, có chút không quá tin tưởng. Không, là ta nhận lầm người. Thẩm ngưng ngọc trầm mặt một lát, rốt cục vẫn lắc đầu. Làm ta giật cả mình, ta đang nói người lợi hại như vậy làm sao có thể ở loại nơi này được chứ? Mấy người nghe vậy thở vào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn tuổi của lâm dạ cũng tương đương với mấy người bọn họ mà thôi, cho dù có thiên tài thế nào cũng không thể đạt tới trình độ biến thái như vậy, bằng không thì không phải đánh vào mặt bọn họ à. Đi thôi, chúng ta lại đi nơi khác xem một chút, sau đó nên trở về. Thẩm Ngưng Ngọc không nói thêm gì, cô chỉ nhìn Lâm Dạ thật sâu một cái rồi trực tiếp đi ra ngoài. Những người khác và lực lượng vũ trang thấy thế nhanh chóng đuổi theo, dần dần rút lui khỏi chỗ ở của Lâm Dạ, chỉ để lại Lâm Dạ đứng tại chỗ một mình, như có điều suy nghĩ. Rõ ràng, đối phương cũng không thể trăm phần trăm xác nhận thân phận của hắn, bằng không đã sớm trực tiếp vạch trần hắn. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là lúc trước hắn ra ngoài săn giết dung nham thú không cẩn bị người này nhìn thấy, dù sao thì tân sinh của học viện người máy gần đây cũng tiến hành khảo hạch ở khu D77. Xem ra sau này phải chú ý một chút mới được. Trong lúc nỉ non, Lâm Dạ lập tức đi vào trong chỗ ở, không chú ý đến hướng đi của đám người thẩm ngưng ngọc nữa. Nhưng hắn không biết là Thẩm Ngưng Ngọc vừa tiếp xúc ngắn ngủi với hắn sớm đã bị người của các thế lực lớn phái tới nhìn thấy, nhao nhao mang tin tức này về. Ngươi đang nói gì vậy? mấy đại nhân vật trong nội thành kia đi gặp lâm dạ. Trong chỗ ở trước kia của vương báo tử, người đàn ông đeo kính tràn đầy nghi ngờ nhìn chầm chầm thủ hạ trở về báo cáo. Thiên chân vạn sát, hơn nửa thoạt nhìn giống như là bộ dáng quen biết, nhưng mà cách quá xa không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Thủ hạ vội vàng trả lời. Không ngờ lại là đi tìm hắn. Ánh mắt của người đàn ông đeo kính thâm thúy, hai tay đặt trên bàn, khung gương dưới ánh sáng khúc xạ lộ ra u quan nhàn nhạt, làm cho người ta thấy không ra hắn đang suy nghĩ gì hồi lâu hắn mới lên tiếng lần nữa xem ra thân phận của lâm dạ này không đơn giản sau này các ngươi đều chú ý một chút trước khi ra được thân phận của hắn tốt nhất đừng trêu chọc hắn hiểu chưa hiểu rồi lúc này đối thoại tương tự cũng xuất hiện ở trong cứ điểm của các thế lực lớn trong bãi rác có người phái thủ hạ đến tìm hiểu thân phận của lâm dạ tìm hiểu tin tức của hắn dù sao thì người có thể chiếm cứ một chỗ ở nơi hỗn loạn này đều không phải kẻ ngốc cho dù chỉ là khả năng thì bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm đi đắc tội với một người không biết thân phận chỉ sợ ngay cả lâm dạ cũng sẽ không ngờ rằng bởi vì đám người thẩm ngưng ngọc đến mà làm cho hắn trở thành tiêu điểm của các thế lực băng đảng xung quanh không ai dễ dàng dám tìm hắn gây phiền toái cũng làm cho chỗ ở của hắn trở thành nơi thanh tịnh hiếm có trong bãi rác đây có lẽ là niềm vui bất ngờ mà lúc này Lâm Dạ không hề hay biết chuyện này, hắn cũng đã sớm rời khỏi chỗ ở, điều khiển kỵ sĩ Hắc Phong đi vào sâu trong bãi rác đến bên cạnh một căn nhà đơn sơ chất đầy linh kiện máy móc. "Lão đa, có ở nhà không?" Lâm Dạ thông qua buồng lái hét lớn vào bên trong. "Ầm ừ, ĩ cái gì thế, không thấy ta đang bận à?" Trong sân sắt thép vây quanh truyền ra một giọng nói già nua. Không lâu sau, cánh cửa sắt nặng nề chậm rãi mở ra, một người máy sửa chữa cao hơn 5 thước hoặc nhìn giống như là do sắc vụn ghép lại xuất hiện. Tìm ta có chuyện gì? Trong buồng lái trần trụi, một lão đầu vẻ mặt đầy dầu mỡ tức giận nhìn hắn. Nghe nói nơi này của lão có thể tiến hành cải tiến thăng cấp cho bộ phận người máy, cho nên ta tới đây để hỏi một chút xem có thể cải tiến lá trắng không. Vị lão đa tính tình cổ quái này là Lâm Dạ nghe được từ những hàng xóm bên cạnh. Nghe nói trước đây người này từng làm thợ sửa chữa cơ giới ở nội thành, hơn nữa cực kỳ lợi hại chuyên môn sửa chữa người máy cho các phi công, cải tiến bộ phận. Nhưng mà sau đó bởi vì một lần tham nhũng vật liệu mà bị chặt đứt một chân, từ đó về sau rời xa nội thành, chuyển đến nơi này sinh sống. Chỉ cần một tấm lá trắng thì có gì khó khăn, ngươi muốn sửa như thế nào? Lão đa chỉ liếc mắt nhìn lá trắng khổng lồ trên người kỵ sĩ Hắc Phong thì trực tiếp hỏi. Ta muốn tăng cường độ của lá trắng điện năng lên một chút, hoặc là có thể phản ngược lại công kích của đối phương cũng được. Lâm dạ suy nghĩ một chút, nói Là trắng lôi đình phong bạo thuẫn hắn dùng rất thuận tay Cho nên tạm thời không có ý định đổi Hơn nữa nghe nói chi phí cải tiến ở đây của lão đa Chỉ bằng một nửa giá tiêu chuẩn của liên bang Nếu như có thể tăng hiệu suất thì vậy sẽ tiết kiệm không ít tiền Lực lượng phản công à Muốn làm chuyện này ngược lại không khó Chỉ cần thay đổi một chút tuyến năng lượng Lắp đặt các hạt nhỏ va chạm là được nhưng mà yêu cầu đối với ngăn chặn cực kỳ cao, ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Nhắc tới chuyện sửa chữa, vẻ mặt của lão đa lập tức trở nên nghiêm túc. Có thể nhìn ra được, cho dù tứ chi không trọn vẹn, nhưng sự nhiệt tình của lão đối với sửa chữa người máy vẫn không giảm đi chút nào. Đây đại khái chính là nguyên nhân vì sao trong bãi rác lại có nhiều người nguyện ý đi tìm lão hỗ trợ sửa chữa như vậy, bằng không lâm dạ cũng sẽ không dễ dàng nghe được lão như vậy. Yêu cầu ngăn chặn sao? bao nhiêu?" Lâm Dạ hỏi. "Ít nhất phải ngăn cản chính xác hơn 25% công kích mới có thể phát huy hiệu quả phản công." "Chỉ cần 25% là được rồi à? Vậy thì sửa cho ta đi." "Ngươi chắc chắn chứ?" Lão đa kinh ngạc nhìn Lâm Dạ một cái. "Độ chuẩn xác khi ngăn cản đạt đến 25%, không phải phi công phòng ngự nào cũng có thể làm được. Cần phải tìm thời cơ và tốc độ phản ứng rất mạnh mới được." Bình thường chỉ có phi công chuyên nghiệp trải qua thời gian dài huấn luyện mới có thể đạt tới trình độ này. Xác định. Lâm dạ không chút do dự đáp. Vậy thì bỏ lá trắng xuống đi, cải tiến 100 linh kiện 160, không trả giá. Nói xong, lão đa lập tức điều khiển người máy xoay người trở lại sân, bắt đầu tìm kiếm linh kiện máy móc thích hợp. Lâm dạ thì tháo lôi đình phong bạo thuẫn xuống, phanh một tiếng đập xuống mặt đất, làm cho xung quanh đều chấn động một chút thời gian kế tiếp lâm dạ đều ở bên ngoài sân chờ nhìn lão đầu này điều khiển người máy bận rộn sửa chữa ở trong sân khi thì vận chuyển linh kiện khi thì gõ gõ lôi đình phong bạo thuẫn cao chừng năm sáu thước bị ông ấy tháo rời xuống lắp đi ráp lại toàn bộ quá trình tàn lửa văng khắp nơi khiến hắn hoa cả mắt mãi cho đến hơn nửa giờ trôi qua cuối cùng mới truyền đến âm thanh không nóng không lạnh của bố già tiểu tử lá trắng đã sửa xong lại đây xem một chút đi Lâm dạ đang ngồi trong buồng lái tra cứu tư liệu lập tức hoàng hồn, khống chế kỵ sĩ hắc phong vượt qua hàng rào, liếc mắt một cái đã lập tức nhìn thấy lá trắng đã thay đổi nằm trên khung thép. Thiết bị ngoại vi, lôi đình phong bạo thuẫn. Cấp bậc cấp thấp. Mức độ tham nhũng, 10%. Độ bền, 15. Sức mạnh phòng thủ, 2. Phản chấn, 25%, không cao hơn sức mạnh hủy diệt của chính nó. Bảo vệ năng lượng điện, tiêu hao 10 điểm năng lượng, hình thành một lá trắng có thể ngăn cản 8 điểm phá hoại. Lôi đình phong bạo thuẫn mới, mặt gương trên dưới hai khối bị cắt thành bốn khối, cũng lắp đặt một máy va chạm hạt nhỏ ở kết nối trung gian, hoặc nhìn độ dày bá khí hơn không ít. Ngoài ra, còn có thêm một đặc tính phản chấn, có thể bắn ngược 25%, ngay cả giảm sát thương của hộ thuẫn điện năng cũng tăng lên tới 8 điểm. Đối với một lá trắng cấp nhập môn thì đây tuyệt đối có thể nói là cường hãng. Lâm dạ xem xong tính năng cũng khiếp sợ, tay nghề cải tiến lợi hại như vậy, cho dù không có biện pháp tiếp tục điều khiển người máy chiến đấu thì cũng có thể lăn lộn ở trong nội thành lên như diều gặp gió mới đúng. Sao lại có thể rơi vào loại nơi thấp kém này để kiếm sống? Lá trắng đã được cải tiến dựa theo yêu cầu của ngươi, tổng cộng 260 đồng liên bang. Lúc này, giọng nói không mặn không nhạt của lão đa lại truyền đến. Cảm ơn. Lâm dạ cảm kích một tiếng, lập tức chuyển cho đối phương 260 đồng liên bang. Sau đó nhìn hơn 2.000 đồng liên bang còn lại, hỏi. Lão có nhận cải tiến các bộ phận thân máy bay khác hay không? Nhận, nhưng mà ta không sửa được thân thể này của ngươi. Lão đa liếc mắt nhìn kỵ sĩ hắc phong một cái. Tại sao? Ta không có vật liệu và linh kiện phù hợp. Cũng đúng. Kỵ sĩ hắc phong của hắn vừa trải qua một lần thăng cấp toàn diện, muốn tăng lên nữa nhất định phải có vật liệu cùng linh kiện cao cấp hơn nơi đây vốn dĩ là bãi rác mặc dù mỗi ngày sẽ có một lượng lớn rác cơ khí được vận chuyển đến đây nhưng thực tế có thể sử dụng không nhiều xem ra còn phải tìm cơ hội tìm thêm vài thi thể sinh vật biến dị mới được hoặc là dứt khoát dùng đồng liên bang mua nếu như ngươi muốn cải tạo tài nguyên cao cấp hơn ở đây nhất định là không được giống như đoán được tâm tư của hắn lúc này lão đa lại đột nhiên nói vậy nên đi đâu lâm dạ vội vàng hỏi hắn đột nhiên phản ứng lại lão đa đến từ nội thành biết chuyện khẳng định nhiều hơn hắn rất nhiều có lẽ có thể từ trong miệng đối phương biết được một ít tin tức hữu dụng cũng nói không chừng quả nhiên lão đa đã giao dịch một khoản sinh ý giống như tâm tình không tệ chỉ cho hắn một con đường rõ ràng rất đơn giản đi đăng ký phi công chính thức phi công chính thức đúng vậy chỉ có trở thành phi công chính thức mới có thể được coi là một phi công chân chính được liên bang chứng thực đến lúc đó có thể tham gia các loại nhiệm vụ do liên bang ban hành ách chẳng lẽ bây giờ ta còn không tính là phi công chính thức à lâm giả dạ thoáng cái ngây ngẩn cả người bây giờ ngươi nhiều lắm chỉ có thể tính là một phi công nhập môn mà thôi lão đa biểu môi nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng thì tốt hơn tại sao lâm dạ nghi hoặc nói. Bởi vì phi công chính thức cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, không chỉ phải đối mặt với quái vật bên ngoài, mà còn phải đối mặt với sinh vật đáng sợ hơn quái vật, là nhân loại. Âm thanh của lão đa vô cùng trầm thấp, giống như một thanh trọng chùi hung hăng đánh vào trong lòng lâm dạ, làm cho vẻ mặt hắn biến đổi. Hai đời làm người, hắn đương nhiên biết lời nói của lão đa là có ý gì, vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Có đôi khi, làm người bình thường ở trong khu hỗn loạn, an toàn chờ chết cũng không phải chuyện xấu, ví dụ như khu D 78 chúng ta, tuy rằng thường xuyên bị sinh vật biến dị xâm lấn, nhưng tốt xấu gì cũng coi như tương đối an toàn. Các khu khác thì khác, nhất là khu vực số 50 đầu tiên, nơi đó phải đối mặt với quái vật biến dị không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được, không cẩn thận sẽ bị giết chết, không nhắc đến cũng được, ngươi tự làm đi. Nói xong cuối cùng Lão đa giống như nhớ lại quá khứ không chịu nổi khi còn trẻ, khoát tay áo, không nói tiếp nữa. Cảnh cáo lâm dạ một câu xong thì hắn trực tiếp rời khỏi người máy, thập khiển trở về phòng. Cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy chân phải của lão đã bị chân máy giả thay thế, hoặc nhìn giống như đã được vài năm. Lâm dạ vốn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thấy lão rời khỏi nên hắn cũng chỉ có thể bỏ qua sau khi cầm lấy lôi đình phong bạo thuẫn lên trang bị thì hắn lập tức điều khiển kỵ sĩ hắc phong chạy về chỗ ở vừa đi về phía trước vừa suy tư những gì lão đa vừa nói qua đúng vậy trong phạm vi thành khu của tinh hoàng liên bang vẫn tương đối an toàn dù sao thì lúc trước hắn cũng chỉ gặp phải xâm lấn phạm vi tương đối nhỏ mà thôi cơ bản phái ra một đội người máy là có thể giải quyết toàn bộ nhưng xa hơn nữa thì sao những khu vực đã sụp đổ chỉ sợ nơi đó sớm đã hoàn toàn biến thành thiên đường của quái vật rồi. Phải biết rằng quái vật biến dị của thế giới này cũng không chỉ có những sinh vật cấp thấp mà hắn đã gặp trước đó thôi. Giống như con người thức tỉnh ghen. Thời gian dần trôi qua, cường độ quái vật cũng sẽ tăng lên theo, phạm vi bị biến dị xâm lấn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép, tinh hoàng liên bang cũng đã tiến hành phân loại mức độ thảm họa của bọn chúng. Cấp thấp, mười đến 19% trung cấp hai mươi phần trăm đến hai mươi chín phần trăm, nâng cao ba mươi phần trăm đến ba mươi chín phần trăm, cấp tổng thống bốn mươi phần trăm đến bốn mươi chín phần trăm, cấp quân vương hơn năm mươi phần trăm. Trước mắt trong tất cả tư liệu lâm giả dạ có thể tra được, cao nhất chính là cấp quân vương. Đây cũng là sinh vật biến dị hiện đang đe dọa liên bang nhiều nhất. Mỗi một con cấp quân vương xuất hiện thường thường đều sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho các khu thành lớn, cần phái đại lượng lực lượng vũ trang mới có thể đánh lui. Tất nhiên rồi. Lâm Dạ cũng biết chuyện này đối với hắn vẫn còn quá xa xôi, cho nên chỉ là hơi lưu ý một chút mà thôi. Dù sao thì bây giờ hắn đang đừng nói cấp quân vương, có lẽ ngay cả quái vật cấp thấp có độ biến dị trên 15% cũng chưa chắc có thể đối phó được. Thật đúng là đáp lại câu nói kia của lão đa. Ngươi chẳng qua chỉ mới nhập môn mà thôi. Quên đi, trước tiên điều tra xem nên đăng ký thành phi công chính thức như thế nào đã. Hít sâu một hơi, Lâm Dạ lập tức nhanh chóng mở giao diện tin tức liên bang, bắt đầu tìm kiếm. Vài phút sau, cuối cùng hắn cũng được tìm được biện pháp trở thành phi công chính thức. Trong đó điều kiện cơ bản nhất lại chính là phải giành được 300 trận chiến thắng ở trong không gian mô phỏng. Nhiều như vậy à? Lâm Dạ lập tức nhíu mày, nhìn về giải thích phía dưới ý tứ rất đơn giản muốn đối mặt với sinh vật biến dị hung ác thì nhất định phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nếu không thì cho dù trở thành phi công chính thức cũng chỉ là đi chịu chết vô ích được rồi lời giải thích này là chấp nhận được khó trách có nhiều phi công nhập môn giống như hắn xông vào trong không gian mô phỏng như vậy thì ra là muốn nhanh chóng gỡ bỏ danh hiệu nhập môn này vì kiếm tiền hắn chỉ có thể liều mạng dù sao thì với trình độ điều khiển người máy hiện tại của hắn, chỉ cần không gặp phải đối thủ quá lợi hại, hoặc là người máy có tính chất cường hãn thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Phát hành nhiệm vụ khẩn cấp Bắt đầu từ thời khắc này, tất cả học viên hệ chiến đấu phải giành được 300 trận thắng trong không gian mô phỏng trong vòng 5 ngày, người không đạt tiêu chuẩn sẽ trực tiếp bị tước đoạt danh ngạch hệ chiến đấu, thay thế bằng những người của hệ khác đạt tiêu chuẩn. Căn cứ kinh vòng liên bang khắp mọi nơi trong khu vực D01. Trong lúc tất cả tân sinh học viện người máy đều đang chuẩn bị cho khai giảng thì đột nhiên một thông báo do học viện phát ra xuất hiện ở bên trong giao diện thông báo của bọn họ. Tình huống gì thế? Còn chưa khai giảng mà đã bắt đầu phân bố nhiệm vụ rồi à? Mẹ nó. Chiến thắng 300 trận trong không gian mô phỏng. Cách đây không phải là một trò đùa chứ? Cái gì vậy chứ? Thậm chí ta còn chưa từng đăng nhập vào không gian mô phỏng tin tức đến bất ngờ làm cho các tân sinh học viện người máy lập tức nổ tung, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa những học viên vất vả lắm mới được phân đến hệ chiến đấu lại càng tức giận mắng ngay cả, ngay cả quần cũng không mặc xong đã vội vàng khởi động người máy đăng nhập vào không gian mô phỏng. Mà những đệ tử không thể phân phối đến hệ chiến đấu lại kích động không thôi, không ngờ lại dĩ nhiên còn có cơ hội tranh đoạt danh nặc hệ chiến đấu. 300 trận thắng, vừa lên đã phóng đại chiêu quả nhiên không hổ là học viện người máy. Xem ra hẳn là vì chuẩn bị cho phi công chính thức, chẳng lẽ vừa khai giảng đã trực tiếp đi đến mặt đất thực chiến à? Quản nó làm gì, các huynh đệ đứng dậy, trước tiên kéo đám hệ chiến đấu kia xuống nước rồi nói sau, tuyệt đối không thể để cho bọn họ gom đủ trận thắng. Nói không sai. Kéo nhiều một tên thì nhiều thêm một suất, cơ hội của chúng ta đã đến. So với học viên hệ chiến đấu kêu trên một mảnh thì đệ tử các hệ khác lại hưng phấn hơn nhiều nhất là lúc trước trong khi khảo hạch phát huy thất thường, chỉ thiếu vài phần là có thể tiến vào hệ chiến đấu thì càng đỏ mắt, hận không thể đánh úp người của hệ chiến đấu, ngăn cản bọn họ ghi điểm. Dù sao, chỉ cần có thêm một danh ngạch hệ chiến đấu thì bọn họ sẽ có thêm một phần hy vọng, đây chính là đại sự liên quan đến tương lai của bọn họ. Trong nháy mắt, rất nhiều tân sinh học viện người máy tràn vào không gian chiến đấu mô phỏng, thoáng cái làm cho đại sảnh mô phỏng đều trở nên chật chội. Kỳ quái, Sao hôm nay người online đột nhiên nhiều hơn vậy chứ? Trong đại sảnh có một phi công nhàn tản nghi hoặc hỏi. Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không biết à? Học viện người máy đang tiến hành nhiệm vụ học viện, học viên hệ chiến đấu phải đánh đủ 300 trận thắng trong vòng 5 ngày. Cái gì? 300 trận thắng trong 5 ngày? Chuyện này cũng quá tàn nhẫn đi. Bằng không sao lại gọi là cơ sở huấn luyện phi công lớn nhất liên bang chứ? Quả thật Ta nghe nói học viện người máy của ba khu khác hình như càng tàn nhẫn hơn, có lẽ người phụ trách học viện khu dê chúng ta chính là bị bọn họ kích thích. Ha ha, lần này lại có chuyện vui để xem rồi. Trong đại sảnh mô phỏng vang lên tiếng nghị luận, tin tức về học viện người máy đã truyền khắp các góc, cũng dẫn tới rất nhiều quần chúng ăn dưa xem kịch. Lâm dạ vừa mới đăng nhập vào không gian mô phỏng cũng cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, vừa lên đã gặp phải loại chuyện này, Vậy hắn muốn đánh đủ 300 trận thắng sẽ nhanh hơn rất nhiều à. Nhìn thoáng qua mấy bóng người với vẻ mặt vội vàng trong đại sảnh, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức mở giao diện chiến đấu tiến hành ghép đội. Ghép đội thành công, đang phân phối chiến trường, xin vui lòng chờ. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, trong chớp mắt Lâm Dạ đã đi tới một mảnh đất hoang vu. Đứng đối diện hắn là một chiếc người máy kiểu dáng biển sâu, màu xanh da trời, hoặc nhìn giống như tính năng rất mạnh chẳng qua khiến lâm dạ không ngờ tới chính là không đợi hắn kiểm tra tin tức của đối phương thì trong buồng lái của người máy kia lại đột nhiên truyền đến một âm thanh ngạo mạn 50 đồng liên bang, lưu lại ID sau đó tự nhận thua. Hả? Không gian mô phỏng còn có thể chơi như vậy à? Lâm dạ đang nghe truyện trên TV audio CV thoáng giật mình, bị đối phương nhảy ra nói làm cho kinh hãi Chỉ có thể động ngón tay nhận thua mà thôi đã trực tiếp đưa cho 50 đồng liên bang, những tân sinh của học viện người máy này cũng quá có tiền rồi. Chẳng lẽ chỉ vì mau chóng lấy được 300 trận thắng để hoàn thành nhiệm vụ học viện? Đừng nói, đây thật đúng là một biện pháp tốt, chính là cái giá có chút lớn mà thôi. Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử. Lâm dạ có chút khó xử nói. Vậy ngươi muốn gì? Đối phương hỏi. Rất đơn giản, phải thêm tiền. 50 đồng liên bang muốn hắn tiết lộ ID, Điều này cũng không khỏi quá rẻ rồi. Nếu như lúc sắp chết đói mà mới tới thế giới này thì có lẽ hắn sẽ đồng ý, nhưng bây giờ hắn đang thiếu chính là trận thắng. Bởi vì chỉ khi hắn có thể trở thành một phi công chính thức thì hắn mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở bên ngoài. Người đây là dở công phu sư tử ngoạm. Âm thanh đối diện trầm xuống, trong lời nói mang theo một tia không vui. Dù sao thì một trận chiến đấu 50 đồng liên bang đã là giá rất cao, bao nhiêu người muốn cầu cũng không cầu được nếu đã như vậy ta sẽ tự mình động thủ giải quyết ngươi chỉ là loại công dân hạ tầng này dùng kiểu dáng cũ kỹ còn không phải tùy tiện đánh bại à nếu không phải vì thời gian quá ngắn thì hắn mới lười nói nhiều lời vô nghĩa như vậy trong cơn giận dữ mắng chửi hắn trực tiếp khởi động người máy khởi động động cơ đẩy ở lòng bàn chân đùng sống gợn như thuyền lướt sống ở dưới chân người máy tung ra người máy màu lam đột nhiên lao ra trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách giữa hai người trường đao trong hai tay đâm thẳng về phía hạch tâm của kỵ sĩ Hắc Phong. Đương Lâm giả dạ tất nhiên không thể nào để cho hắn đắc thủ, cánh tay người máy của kỵ sĩ Hắc Phong nâng lên, dùng lá trắng chuẩn xác ngăn trở trường đao rơi xuống. Lực công kích cực lớn khiến hắn lui về phía sau hai bước, độ bền mất bốn điểm, giảm gần một nửa công kích. Đồng thời một luồng lực phản chấn xuất hiện, thoáng cái đánh bay hai trường đao trong tay hắn ra ngoài. Cái gì? Tân sinh học viện đối diện biến sắc, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng từ dây thần kinh cánh tay người máy truyền đến cánh tay hắn, làm cho hắn suýt nửa mất cân bằng, đồng thời trên giao diện điều khiển hiện ra một con số HP trừ 2. Không cần phải nói. Chính là hiệu ứng phản chấn mới sau khi lâm dạ cải tiến lá trắng, khi ngăn cản thành công sẽ có thể phản lại 25% sát thương. Lực phá hoại của người máy biển sâu tân sinh này là 10 điểm, 25% sát thương chính là 2,5 tính cả lực phòng ngự của bản thân giảm bớt vừa vặn tạo thành hai điểm sát thương ngăn cản phản kích à là tân sinh học viện người máy hệ chiến đấu thiếu niên này đương nhiên có kiến thức không thấp liếc mắt một cái đã nhìn ra thủ đoạn của lâm dạ hắn không dám tùy tiện tấn công nữa mà mượn thế khống chế người máy bay lui về đồng thời cửa trên người máy bay mở ra bắn ra một phát ngư lôi cực lớn trực tiếp tập trung vào kỵ sĩ hắc phong vậy mà còn có thủ đoạn tầm xa à lâm dạ kinh ngạc không thôi. Hệ biển sâu là người máy tổng hợp, hình như quả thật tải một bộ phận vũ khí tấn công tầm xa, hơn nữa uy lực cũng không tầm thường. Mắt thấy kỵ sĩ Hắc Phong đã bị radar khóa chặt, lập tức kích hoạt hiệu quả của lá trắng. Lôi đình phong bảo thuẫn nạp điện, 10%, 50%, 100% khởi động. Ông một tiếng, một mặt bảo vệ năng lượng điện xuất hiện, đột nhiên va chạm vào ngư lôi định hướng trước mặt, tạo ra một trận nổ tung kịch liệt nhấc lên một mảng lớn các bụi nồng đậm ở trong sân. Mẹ nó, ngăn cản được à? Thiếu niên thầm mắng một tiếng, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, thiết bị điều tra bên trong thân máy bay không ngừng quét, tìm kiếm kỵ sĩ hắc phong bị các bụi che khuất. Nhưng hắn không ngờ. Lúc này, một bóng đen nặng nề đã xuất hiện ở phía sau hắn, lưu quan màu đỏ chợt lao ra. Đùng. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên. Người máy biển sâu không hề phòng bị trực tiếp bị xuyên qua thân máy, trong một mảnh tia lửa văng khắp nơi bị cắt ngang bụng, rớt ra một đống lớn linh kiện. Trừ 6 Trừ 1 Trừ 1 Cảnh báo Thân máy bị hư hại nghiêm trọng, nguồn cung cấp năng lượng xuất hiện bất thường, đang chuyển đổi đường dây cung cấp năng lượng. Mẹ kiếp Thiếu niên chữ một tiếng, hắn hiển nhiên không ngờ lâm dạ lại vòng ra sau lưng mình nhanh như vậy. Vừa chuẩn bị xoay người công kích thì một lá chắn cực lớn cũng đã được chào hỏi lên đầu hắn. Phanh. Một số trừ 12 HP lớn bay ra khỏi thân máy. Đầu người máy biển sâu trực tiếp bị đập đến lõm xuống, trong nháy mắt mất đi năng lực điều tra, trong buồng lái rốt cục trở nên đỏ bừng, báo động xung quanh. Dừng lại, ta nhận thua. Thiếu niên kinh hãi thất sắc, vội vàng hô to. Cái gì mà rắc rưởi chứ, đây quả thực là một con quái vật đây rõ ràng là quái vật mà ơ ờ, vương huân sao ngươi lại ra ngoài nhanh như vậy trong đại sảnh vương huân vừa mới truyền tống ra ngoài thì bên tai đã lập tức truyền đến một tiếng hỏi thăm mấy học viên cùng đi tới đều nghi hoặc nhìn hắn giống như không ngờ hắn lại đi ra nhanh như vậy nói ra các ngươi có thể không tin ta bị một kỵ sĩ hắc phong đánh bại vương huân sững sờ nói đến bây giờ hắn vẫn chưa lấy lại thần hồn từ trong trận chiến vừa rồi chỉ mới đối mặt vài lần người máy biển sâu của hắn đã bị đối phương đè trên mặt đất đánh ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng đó không phải là kỵ sĩ hắc phong trong ấn tượng của hắn sợ không phải là chỉ là người máy loại hình lực lượng khoác lên mình một lớp sắt phòng ngự à không gian mô phỏng này cũng quá đáng sợ thậm chí làm cho hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi mình có thật sự là thiên tài xuất sắc trong mười mấy ngàn người của học viện người máy hay không cái này đang nghĩ ngợi Cách đó không xa lại là một chùm sáng lóe lên. Một đệ tử khác xuất hiện cùng bọn họ ngay sau đó, vẻ mặt ngơ ngác, quả thực giống như lúc Vương Huân vừa đi ra. "Trương Hạo, sao ngay cả ngươi cũng xuất hiện vẻ mặt này?" Một màn quỷ dị này làm cho mọi người càng nghi hoặc hơn. "Ta ta bị một kỵ sĩ hắc phong đánh bại." Trương Hạo há miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin, thật giống như vừa trải qua chuyện vượt qua nhận thức của hắn vậy. Sau đó không bao lâu sau, trong đội ngũ học viện người máy bắt đầu liên tiếp truyền ra tin tức có người bị một kỵ sĩ hắc phong đánh bại, rốt cục nhất lên một mảnh xung sao ở đại sảnh mô phỏng. Ta không nghe nhầm chứ. Lại có nhiều người bị kỵ sĩ hắc phong đè lên đánh như vậy. Hình như ngay cả mấy gia hỏa xếp hạng tốt 100 trong lần thảo hạch kia cũng thua, đối thủ cũng là kỵ sĩ hắc phong. Ngay cả bọn họ cũng thua à. Chuyện này cũng quá khốc liệt rồi. Chẳng lẽ là tên gia hỏa nào hệ khác tới đây đánh lén chúng ta à? Không thể nào, các hệ khác tuyệt đối không có phi công phòng ngự lợi hại như vậy. Tên gia hỏa đó từ đâu ra? Bây giờ ta sẽ đi gặp hắn ta xem thử. Trong đại sảnh mô hình vang lên tiếng kinh hô, mới chỉ một tiếng rưỡi mà đã có hơn 30 đệ tử gặp phải kỵ sĩ Hắc Phong kia. Hoặc là bị một loạt chiêu thức liên tiếp đánh hạ gục tại chỗ, hoặc là bị thủ đoạn phòng ngự của đối phương tiêu hao đến lúc kiệt sức ngay cả một người kiên trì qua ba phút cũng không có. Chiến tích kinh người như thế nhất thời gây ra phản ứng cực lớn trong đội ngũ học viên, ngay cả những phi công nhàn tản xem kịch cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng có thể tiến vào học viện người máy cũng không phải là nhân vật bình thường, thức tỉnh ghen ít nhất đều trên 12%. Cho dù hơi thiếu sót kinh nghiệm thực chiến nhưng cấp bậc và tính năng của người máy cũng có thể kéo lại được. Thế nhưng liên tục đánh bại hơn 30 đối thủ, tình huống này cho dù là bình thường cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhìn kìa, có người gửi số phòng phát sóng trận chiến của kỵ sĩ Hắc Phong kia. Đột nhiên, trong đám người vang lên kinh hô một tiếng, các đứt nghị luận của mọi người. Các học viên vội vàng nhìn về phía màn hình công khai, quả nhiên có người gửi một tin nhắn số phòng. Trong nháy mắt, số lượng lớn học viên và một ít phi công nhàn tản nhận được tin tức tràn vào trong đó, nhao nhao tiến vào mô hình quan sát. Tiếp theo hình ảnh vừa thay đổi, đi tới rìa của một lưu vực, rốt cục cũng nhìn thấy hai người máy sinh vật đang đứng hiên ngang ở giữa lưu vực. Nhưng sau khi bọn họ thấy rõ ngoại hình của một người máy trong đó thì vẻ mặt lại thay đổi. Hình như là ám dạ yêu cơ của Thẩm Ngưng Ngọc. Cô ấy cũng gặp phải kỵ sĩ Hắc Phong kia. Nghe nói điểm sát hạch lần này của cô ấy xếp vào top 10, thực lực cực kỳ biến thái, có lẽ kỵ sĩ Hắc Phong kia sẽ thua. Không sai. Lúc này, người ghép đôi với lâm dạ chính là thẩm ngưng ngọc đừng nói học viên vừa tới xem cuộc chiến cho dù là lâm dạ thì vẻ mặt cũng có chút cổ quái hắn không ngờ mình lại gặp phải đối phương nhanh như vậy nếu hắn không đoán sai người trước mắt này hẳn là đại tiểu thư thượng tầng lúc trước chạy đến chỗ ở của hắn lần này phiền toái rồi lâm dạ đưa tay đỡ trán hắn đã quên mất chuyện này nếu là nhiệm vụ nhập học của học viện người máy vậy đối phương là tân sinh khẳng định cũng ở trong đó chuyện này cũng không có gì nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy lại bị ghép đôi với chính mình chúng ta thật đúng là có duyên trong buồng lái của ám dạ yêu cơ giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thẩm ngưng ngọc truyền ra mang theo chút thú vị lại có chút phức tạp rất hiển nhiên cô nhận ra người máy của lâm dạ nhìn kỵ sĩ hắc phong vô cùng quen thuộc trước mắt còn có ai đi sáng lên trên lịch sử đối chiến thẩm ngưng ngọc nhíu mày. Thì ra mình vẫn luôn bị tên này lừa gạt. Nếu không phải hôm qua cô đặc biệt chạy đến bãi rác khu dê 78 một chuyến thì chỉ sợ đến bây giờ vẫn còn bị lừa gạt. Hôm nay lại nhìn thấy kỵ sĩ Hắc Phong giống nhau như lúc này, cô đã cơ bản xác định được người hôm qua gặp ở bãi rác chính là người mình muốn tìm, cũng chính là người đứng trước mặt cô lúc này. Có duyên? Có duyên gì? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Lâm dạ tiếp tục giả ngu giả ngô đừng giả vờ, ta biết là ngươi. Thẩm Ngưng Ngọc bình tĩnh nói. Đã đến lúc này còn giả vờ, chẳng lẽ ta là mảnh thú hồng thủy gì hay sao? Đương nhiên, một người tâm tư tinh tế như cô sẽ không trực tiếp nói ra những lời như vậy. Sau một thời gian im lặng, cô nói. Đánh với ta một lần nữa, bất kể thắng hay là thua, ta vẫn sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Bí mật cái gì? Ta không biết cô đang nói gì. Vẻ mặt lâm dạ vô tội giả vờ ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi thẩm ngưng ngọc rốt cuộc không nhịn được trợn trắng mắt bị hành vi giả ngu của lâm dạ chọc cười nhưng mà rất nhanh cô đã thu liễm ý cười khống chế ám dạ yêu cơ hơi không người trên cánh tay máy móc triển khai hai thanh quan nhận bày ra một tư thế tấn chuẩn bị tấn công vì ngày này cô đã khổ luyện kỹ xảo chiến đấu thực lực tăng lên không ít cho nên bất kể như thế nào cô đều phải đường đường chính chính đánh bại kỵ sĩ hắc phong trước mắt này Đến rồi. Sắp bắt đầu rồi. Khán giả xung quanh lưu vực chấn động, nhao nhao kinh hô ra tiếng, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào trong sân. Vẻ mặt lâm giả dạ kinh ngạc, hắn phát hiện khí tức của đối phương so với trước càng thêm sắc bén, có tính công kích rất mạnh. Xem ra trong khoảng thời gian này đúng là đã bỏ không ít công sức để nâng cao bản thân. Nếu đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Trong một trận âm thanh máy móc, đôi đình phong bạo thuẫn và trọng kiếm dung nham bị hắn chậm rãi nắm chặt bắt đầu chính là một tư thái phòng ngự tiêu chuẩn đếm ngược chiến đấu ba hai một bắt đầu nương theo một tiếng nhắc nhở chiến đấu bắt đầu động cơ đẩy trên người ám dạ yêu cơ ầm ầm nổ tung hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen lướt về phía lâm dạ tốc độ cực nhanh làm cho xung quanh lại nhấc lên một mảnh xôn xao quả nhiên không hổ là con gái của tổng tư lệnh Tốc độ này có lẽ rất nhiều phi công thức tỉnh ghen trên 15% cũng không khống chế được, nhưng cô ấy lại có thể thoải mái như vậy. Trong đám người, một học viên cũng điều khiển người máy nhanh nhẹn khiếp sợ nói. Không biết kỵ sĩ Hắc Phong kia sẽ ứng phó như thế nào, với tính cơ động của nó chắc là rất khó đuổi kịp tốc độ của ám dạ yêu cơ đúng không? Chỉ sợ là rất khó, vì cho dù là kỵ sĩ Hắc Phong cải tiến lần thứ hai thì tính cơ động nhiều lắm chỉ có thể tăng lên khoảng 6 điểm mà thôi, thấp hơn ám dạ yêu cơ một nửa. Nhìn kìa! Kỵ sĩ Hắc Phong kia ra tay rồi. Trong tiếng kinh hô và nghị luận của mọi người, kỵ sĩ Hắc Phong do lâm dạ điều khiển rốt cục cũng động. Chỉ thấy dưới chân hắn trầm xuống, lôi đình phong bạo thuẫn nặng hơn 10 tấn từ trên xuống dưới, nặng nề nện xuống mặt đất vàng cứng rắn. ầm ầm Một tiếng nổ lớn làm mặt đất sụp đổ. Ám dạ yêu cơ vừa mới tới gần đã bị sóng công kích này chấn động đến mất thăng bằng, thân máy xảy ra lệch lạc nghiêm trọng. Cùng lúc đó, trọng kiếm dung nham đâm ra, đâm thẳng tới hạch tâm năng lượng của ám dạ yêu cơ, muốn một kích tất sát. Nhưng không ngờ. Lúc này động cơ đẩy bên cạnh ám dạ yêu cơ đột nhiên gia tăng mã lực, giúp thân máy bay khổng lồ của nó bay lên khỏi mặt đất, dán vào trọng kiếm dung nham xoay tròn với tốc độ cao. Dưới sự dẫn dắt của quán tính, hai lưỡi phong nhận dùng tốc độ cực nhanh cắt về phía kỵ sĩ hắc phong, trực tiếp nhắm vào vị trí phòng bị yếu ớt nhất nơi cánh tay trái kết nối với thân máy. Đúng là muốn cắt đứt lá trắng phòng ngự của lâm dạ trước. Ồ! Khán giả ngồi xem hai bên lưu vực hô to, bị khả năng điều khiển người máy mạnh mẽ của thẩm ngưng ngọc làm kinh hải. Phải biết rằng sau khi người máy rời khỏi mặt đất rất khó khống chế cân bằng. Húng chi người máy của cô còn sử dụng rất nhiều động cơ đẩy. Một chút bất cẩn. Mức độ năng lượng quá mạnh hoặc quá yếu cũng sẽ gây ra sự mất cân cho bằng thân máy, cho kẻ thù một cơ hội. Tuyệt đối được xem như một động tác cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện giờ, Thẩm Ngưng Ngọc lại làm được, hơn nữa không có bất kỳ dây dưa nào, thật giống như hoàn toàn dung hợp thành một thể với người máy sinh vật. Còn mạnh hơn trước đó một chút. Lâm dạ kinh ngạc không thôi, thiên phú chiến đấu của đối phương cao hơn dự đoán của hắn nhiều. Chẳng lẽ đây chính là ưu thế ghen ưu tú của thượng tầng mang đến sao? Hình như hắn có chút hiểu rõ vì sao liên bang tinh hoàng lại tập trung đại đa số tài nguyên ở khu thượng tầng. Nhưng mà chỉ dựa vào trình độ này đã muốn loại bỏ một cánh tay người máy của hắn, e là cũng không dễ dàng như vậy. Ông ông! Một tiếng chấn động vang lên. Ngay khi hai thanh giao quan của thẩm ngưng ngọc đang xoay tròn sắp chạm vào thân máy của kỵ sĩ Hắc Phong thì lôi đình phong bạo thuẫn đang cắm trên mặt đất lại đột nhiên bộc phát điện năng mãnh liệt nổ tung giữa hai người hình thành một lá chắn điện năng thoáng cái đẩy ám dạ yêu cơ ra ngoài trừ sáu tình huống gì thế làm thế nào lá chắn điện của hắn có thể tự kích hoạt được không phải lá chắn điện năng cần thời gian nạp năng lượng à không đúng không phải nó tự kích hoạt mà là hắn dự đoán động tác của ám dạ yêu cơ nên kích hoạt từ trước khu vực khán đài xôn xao một mảnh chấn động nhìn kỵ sĩ hắc phong kích hoạt lá chắn điện năng ngay cả thẩm ngưng ngọc bị đẩy ra ngoài cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Cô không ngờ trước khi phát động công kích thì người này đã dự đoán được hành động kế tiếp của cô, sau đó trong chớp mắt khi cắm lá trắng xuống mặt đất đã kích hoạt lá trắng điện năng, còn dùng sóng xung kích để che giấu động tĩnh. Một loạt liên chiêu phòng thủ này đã không còn đơn giản là ý thức cường hãn nữa, mà quả thực chính là thao tác như thần. Chẳng lẽ lúc hắn đập lá trắng xuống thì đã đoán được lộ tuyến công kích kế tiếp của mình à? trong lòng thẩm ngưng ngọc khiếp sợ nhưng cũng không bởi vì lần thất bại này mà buông tha ngược lại ý chiến đấu của cô dạt dào lần nữa xoay chuyển thân máy xông về phía lâm dạ dưới sự gia tốc của động cơ đẩy vòng ra sau lưng phát động tấn công lâm dạ đương nhiên sẽ không để cho cô dễ dàng đắc thủ nâng lá trắng xoay người một cái ngăn cản đánh lui phong nhận của cô hai người máy cứ như vậy ở ngươi tới ta lui va chạm kịch liệt giữa lưu vực bang bang bắn ra một mảng lớn tia lửa cảnh tượng đó khiến cho khán giả ở trên khán đài nhìn đến tâm tình kích động ai cũng nín thở sợ bỏ qua hình ảnh mấu chốt nhất tuy nhiên thật đáng tiếc ở trước mặt phòng ngự chặt đến giọt nước cũng không lọt của lâm dạ thẩm ngưng ngọc vẫn giống như trước không có biện pháp nào phá vỡ được phòng thủ của hắn chỉ có thể liên tục đi xung quanh không ngừng phát động tập kích cuối cùng sau hàng chục cuộc đối đầu Ám dạ yêu cơ của cô bị lực phản chấn trên lá trắng của kỵ sĩ Hắc Phong đánh lui, lâm vào thế mất cân bằng ngắn mũi. Đúng lúc này, một thanh trọng kiếm tản ra khí tức nóng trực lao ra, trực tiếp xuyên qua hạch tâm người máy của cô, thời gian cũng triệt để ngưng động vào giờ khắc này. Trận chiến kết thúc, thời gian chiến đấu 3 phút 11 giây. Người chiến thắng, kỵ sĩ Hắc Phong loại 2. Ta lại thua. Trong buồn lái truyền đến âm thanh bất đắc dĩ của Thẩm Ngưng Ngọc tuy rằng có chút không cam lòng nhưng cô lại biết hôm nay cô vẫn không phải là đối thủ của lâm dạ ta quả nhiên vẫn không có cách nào đánh thắng ngươi cô yên lặng thu hồi phong nhận còn treo giữa không trung đã tốt hơn lần trước rất nhiều rồi lâm dạ thản nhiên nói hơn nữa chiến đấu chính diện vốn không phải là thế mạnh của người máy nhanh nhẹn cô nếu một lòng muốn chạy ta cũng không đuổi kịp cho nên ngươi đã thừa nhận người lần trước là ngươi phải không đột nhiên, khóe miệng thẩm ngưng ngọc gợi lên một độ cong đẹp mắt. Lâm dạ trầm mặt không nói, hắn cũng không muốn dây dưa chuyện này. Thẩm ngưng ngọc đơn giản cũng ngầm hiểu, nói. Yên tâm đi, ta đã nói sẽ giữ bí mật giúp ngươi thì nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Ta là thẩm ngưng ngọc, còn ngươi. Lâm dạ. Lâm dạ suy nghĩ một chút, vẫn báo ra tên của mình. Lâm dạ sao? Ta ghi nhớ ngươi. Thẩm Ngưng Ngọc nở nụ cười, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cô cười vui vẻ như vậy, sau đó trong một trận quang mang bao vây, trực tiếp truyền tống rời khỏi. Nhìn vị trí biến mất của cô, Lâm Dạ bỗng nhiên cảm giác sâu trong nội tâm mình bị xúc động một chút, nhưng lập tức hắn đã nhún nhún vai, cũng truyền tống rời khỏi, chỉ lưu lại một phế tích chiến đấu. Mãi cho đến khi lúc này, một đám đệ tử trên khán đài mới rốt cục phản ứng lại. Thua, thậm chí ngay cả Thẩm Ngưng Ngọc cũng thua. Tính cơ động mạnh mẽ của ám giả dạ yêu cơ cũng không có biện pháp tiếp cận hắn, năng lực phòng ngự này cũng quá khủng bố rồi. Có lẽ chỉ có mấy yêu nghiệt xếp hạng top 5 mới có thể làm đối thủ của hắn. Nói không chừng là vậy thật, mấy yêu nghiệt kia đã không thể dùng phi công nhập môn để so sánh rồi. Hy vọng trong trận đấu sau này đừng gặp phải tên gia hỏa này. Sau khi chiến đấu xong, các học viên có thể nói là thắng phục, tâm tình thật lâu không cách nào bình ổn lại. Bọn họ giống như vừa xem xong một trận đại chiến thế kỷ vậy. Mà theo hai người Lâm Dạ rời khỏi, bọn họ cũng nhao nhao rời khỏi hiện trường, trở về tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của học viện, cũng làm cho toàn bộ đại sảnh chiến đấu mô phỏng lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Phía bên kia, bên trong một biệt thự nhìn ra biển nhân tạo ở quận D07. Một khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ bưng ly rượu vang đỏ, vừa nằm phơi nắng gần hồ bơi, vừa nhìn máy tính bảng trước mắt. Phía trên phát ra rõ ràng chính là hình ảnh chiến đấu vừa rồi của Lâm Dạ và Thẩm Ngưng Ngọc. Kỵ sĩ Hắc Phong à! Thật thú vị! Thanh niên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ. Thiếu gia, ngài có hứng thú với người điều khiển chiếc kỵ sĩ Hắc Phong này à? Quản gia đứng bên cạnh tò mò hỏi. Có chút hứng thú. Thanh niên chậm rãi tắt máy tính. Nhưng mà loại người máy trình độ này còn chưa đủ để cho ta ra tay, bởi vì hắn căn bản là không ngăn được công kích của ta. quả thật, theo tính năng của kỵ sĩ hắc phong thì hắn có thể làm được trình độ này đã cực kỳ không tệ rồi, nhưng so với thiếu gia ngài vẫn còn kém một chút. dù sao chiến đấu của người máy sinh vật cũng không chỉ dựa vào kỹ xảo chiến đấu. được rồi, đừng nịnh nọt nữa, chuẩn bị cho ta một chút đi. tôi muốn đi đến khu d không năm một chuyến. thiếu gia ngài không đi hoàn thành nhiệm vụ của học viện à? quản gia nghi hoặc nói nhiệm vụ học viện. Thanh niên kinh thường cười. Đó chỉ cần phi công nhập môn mới phải làm, ta không cần, đi thôi. Vâng. Nói xong, hai người lập tức trực tiếp rời khỏi biệt thự, dưới hàng người hầu cung tiễn, ngồi lên xe biến mất trên đường phố thật dài. Cũng không lưu ý quá nhiều đối với chiến đấu của Lâm Dạ. Chúc mừng ngài đã giành được chiến thắng trong trận chiến này. Chiến tích hiện tại, 100 trên 110. Trong không gian mô phỏng. Lâm dạ vừa mới chấm dứt chiến đấu đã nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng nhắc nhở. Trải qua cả buổi chiều, cuối cùng hắn cũng đánh đủ 100 trận thắng, thành công tiến một bước dài về phía phi công chính thức. Còn thiếu 200 trận nữa, ngày mai phải cố gắng thêm một chút mới được. Nhìn bản chiến tích trước mắt, Lâm dạ cảm khái không thôi. Nếu không phải vừa vặn gặp phải tân sinh của học viện người máy tràn vào, giúp hắn cơ bản không lo không tìm được đối thủ thì chỉ sợ đến khi trời tối hắn cũng không nhất định có thể đánh xong 100 trận này. Dựa theo tiến độ này, có lẽ chiều mai hoặc sáng hôm sau có thể đánh xong tất cả thắng lợi, đến lúc đó hắn có thể đi đăng ký làm phi công chính thức. Người ta nói miễn là trở thành một phi công chính thức thì quyền hạn của công dân sẽ được tăng lên. Không chỉ nhận được rất nhiều ưu đãi tốt mà còn có thể mua những thứ mà trước đó ngươi không thể mua ở giao dịch liên bang ví dụ như vật tư cơ sở cao cấp hơn, bộ phận người máy, thậm chí là người máy kiểu mới. Nhưng mà quan trọng nhất chính là có thể cùng đội ngũ liên bang ra ngoài tiêu diệt sinh vật biến dị, kiếm được rất nhiều tiền. Đến lúc đó, hắn có thể mua được thuốc biến dị gen thứ hai thậm chí là thứ ba, để cao trình độ thức tỉnh gen của mình. Đánh thêm một phen nữa thì đi ngủ. Nhìn thời gian đã vào đêm, Lâm Dạ tiện tay mở giao diện chiến đấu, lần nữa tiến hành ghép đôi kép đôi thành công đang phân phối chiến trường ngẫu nhiên xin vui lòng chờ nghe thấy gợi ý lâm dạ cũng giống như lúc trước theo thói quen liếc mắt nhìn tin tức của đối thủ nhưng một giây sau vẻ mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi cắt gao nhìn chằm chằm bốn chứ phi công chính thức trên đó nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha